chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện quý vị và các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm qua chúng ta đã cùng với đình duy theo dõi ba chuyện ngắn rất hay của tác giả vũ đàm và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp những câu chuyện ngắn hay cực kỳ hấp dẫn của tác giả vũ đàm và chơi ngắn đầu tiên có tờ đề hồi sinh trước khi vào cùng đình duy nghe chuyện thì rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh nghệ truyện cho đình duy cho tác giả một like một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng câu chuyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều ngay sau đây chúng ta cùng nghe chuyện. Học về đến làng vào lúc trời lem nhem tối, trống kèn chưa lên tiếng, bà chưa được khâm liệm. Chút may mắn cuối cùng còn sót lại, học được nhìn thấy mặt bà lần cuối. Dẫu biết rằng bà đã thuộc loại tuổi xưa nay hiếm, một ngày nào đó bà sẽ về với tổ tiên. Nhưng khi nghe tin bà mất, Học thấy trời đất như sụp đổ. Vậy là từ đây, học vĩnh viễn mất bà, một người mà học từng tôn kính. Học kính yêu bà bởi vì ngay từ khi học mới lọt lòng mẹ, bà đã phải thay mẹ nuôi học. Học sinh ra được 10 ngày, bố đuổi mẹ ra khỏi nhà vì nghi học không phải là con của bố. Ngày ngày, bà bế học đi khắp làng để bú rình. Bố gắt bà sao không bế học sang nhà thím huyền cho bú nhờ mà ngày nào cũng phải đi hết làng trên xóm dưới cho vất vả bà bảo thím huyền ít sữa nuôi con còn chưa đủ thì làm sao có thể nuôi thêm cháu ấy là bà sợ bố cho học đi làm con nuôi nhà khác nên nói vậy chớ sự thật sữa của thím huyền rất nhiều lắm hôm nhiều quá vú của thím cương lên đau nhức thím phải nặn ra cái bắt con, rồi cho con vện con hút. Thím không muốn cho học bú, bởi người học đầy xài đẹn, lúc nào cũng bốc ra mùi tanh tanh và trong thâm tâm. Thím cũng cho thằng học là con hoang. Có lần học đói quá, khóc khàn cả tiếng. Trần đầu, trời mưa, không bế học đi xa được. Bà đành phải sang nói khó với thím huyền cho học bú nhờ, thím huyền cho học bú xong khạc một bãi nước bọt xuống nền nhà bảo mẹ dở người quá cứ cho nó làm con nuôi nhà cô tịch có phải hơn không nhà người ta hiếm con giàu có chứ đói rách gì mai này nó lớn lên nó lại tìm về với mình chứ có gì mà sợ lời thím làm bà lạnh cả người từ hôm đó dù chân có sưng tấy lên bà cũng không dám bế học mang sang nhà thím huyền mà cắn răng chịu đau Lê từng bước một đến gõ cửa nhà người. Cứ thế từng ngày, từng tháng, từng năm, học lớn lên trong vòng tay yêu thương và cả nỗi nhọc nhằn của bà. Học bước chân vào ngõ, người đầu tiên học gặp là Thím Huyền. Thím to béo, đẫy đà, đến nỗi học cứ ngờ ngợ là chị phiên bán thịt lợn ở chợ làng. Nhát trông thấy học, Thím Huyền tu lên khóc ôi học ơi bà mất rồi mấy hôm nay bà nhắc cháu mãi cháu theo bạn bè đi chơi đâu mà bây giờ mới về nghe tiếng khóc của thím huyền mọi người đổ ra ngoài sân vây lấy học tíu tít thăm hỏi thái độ ân cần của mọi người càng làm cho học thêm chua chát ngày còn bé học bị bố hắt hủi mọi người hùa theo bố hắt hủi học bây giờ bố lấy vợ hai để toàn con gái bố nhận ra sai lầm coi học như vàng ngọc, mọi người đều vô vập lấy học để chiếm được cảm tình của bố. chỉ có bà là trước sau như một với học. nhưng đau đớn thay, bà đã chết. học gạt mọi người lao vào ngôi nhà ba tầng sáu phòng mà vợ chồng Tím Huyền xây cách đây ba năm. học vừa bước chân lên bậc hè thứ nhất thì bị người lái xe của chú Huyền ngăn lại. học gào lên: anh là ai mà dám cản không cho tôi nhìn mặt bà? tôi chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Thím Huyền đến gỡ tay học ra khỏi cổ áo người lái xe. Thím bà với học. Trong nhà bố và các chú đang bàn về việc tổ chức tang lễ bà. Học rời cờ chính ngôi nhà vòng ra đằng sau, đến bên cây mít, trèo lên, đu mình xuống sân thượng, men theo đường cầu thang. Học đi vào tầng 3, xuống tầng 2, đến cửa, thông xuống tầng trệt thì hết đường. Cánh cửa đã bị khóa từ phía ngoài, bên trong văng vẳng tiếng bố bà các chú Vậy ra các chú định kinh doanh bà hả tiếng bố hoang mang sợ hãi anh về quá trễ chứ chúng em đâu dám qua mặt anh sự đã rồi xin anh đừng giận âu à, oh, cũng là mệnh trời cả tiếng chú thêm run run hối hận tiền là cái quan trọng đầu tiên tiếng chú huyền rõ ràng rành mạch điều quan trọng thứ hai nữa là qua đám tang này chúng ta có thể kiểm nghiệm được mức độ tình cảm của bề trên và đám bầy tôi với anh em mình để từ đó biết cách tiến thoái cho phù hợp ngày chúng em mới chập chững bước vào đời anh trả bảo chúng em thời phải theo thế là gì im lặng một lúc rồi tiếng bố rất nhỏ học không nghe được một chút nào học lờ mờ hiểu rằng bố và các chú đang bàn định một âm mưu gì đó có tiếng xô ghế vọng ra học nghĩ cuộc bàn bạc đã kết thúc nên đi ngược trở lại sân thượng. Cành mít khi học đu xuống thì dễ, nhưng lúc muốn bám lấy nó leo vào thân cây để tụt xuống đất thì thật khó. Loài hoài một lúc không được, học đi lại phía trái sân thượng, nhảy xuống đống dạ của nhà bên. Học về đến nhà cũng vừa lúc cánh cửa nhà chú Huyền hé mở, chú Huyền bước ra nói với mọi người khi hấp hối bà có chẳng chối bà cao số nên lúc khâm liệp chỉ có các con được nhìn mặt bà còn hàng cháu chát người ngoài không ai được nhìn khi chôn bà rồi bà không muốn đào lên sang cát nên chúng tôi quyết định xây mộ vĩnh cửu cho bà luôn trong đám họ hàng con cháu của bà không ai bàn tán gì về câu nói của chú huyền chỉ có một số người làng gì tai nhau họ bảo lúc bà sống chân thật là thế mà sao khi chết lại khác người lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà học hiểu bà hơn ai hết bà không hề khác ai bà cũng giống như muôn vàn người già thôn quê khác cả lúc sống cũng như khi chết học muốn gào lên thật to để thanh minh cho bà nhưng những lời trăng chối của bà mà chú huyền vừa truyền đặt lại đã bóp nghẹt lấy cổ học 9 giờ tối khâm liệm bà bố và các chú tự tay làm tất cả khi cánh cửa nhà chú huyền mở to ra, đã thấy chiếc quan tài sơn đỏ nằm chính giữa phòng khách. Bấy giờ thợ trống thợ kèn, và mọi người mới được vào. Lập tức tiếng khóc rộ lên xen lẫn tiếng trống, tiếng kèn vang động cả làng. Thím huyền khóc to nhất. Thím lăn xả vào, ôm chặt lấy quan tài bà, vật vã kêu khóc. Thím khóc rằng, Bà ơi, Chúng con ăn ở với bà đầy như bát nước Sao bà nỡ bỏ con bỏ cháu bà đi bà ơi Tiếng khóc của thím huyền làm cho nhiều người đến viếng không cầm được nước mắt Bà trẻ, một người bạn bán nước vối tùa hàn vi với bà Đưa tay quẹt nước mắt, nói với một người khách thành phố Nhờ phúc đức của ông bà để lại Tôi chẳng mấy khi đau ốm Nhưng nếu bây giờ bà tôi chết Mà được làm đám linh đình như thế này thì tôi cũng dám mà đi lắm. Khách ngậm ngùi. Dạ, cụ dạy trí phải, chết được như cụ nhà đây thì cũng đáng chết lắm. Thím huyền khóc to quá, nên chẳng mấy lúc thấm mệt. Tuy vậy rất ít khi thím rời khỏi quan tài. Không còn đủ sức để khóc át mọi người, thím nghĩ ra sáng kiến. Thỉnh thoảng rúi trong thợ kèn vài ngàn để ông khóc hộ. Ông khóc không có nước mắt mà khóc bằng lời, chủ yếu kể lể về công lao chăm sóc của vợ chồng thím với bà khi khâm liệm bà thím huyền là con chim đầu đàn dẫn dắt đàn con cháu vào cõi đau thương thông qua tiếng khóc nhìn thím lúc ấy ai cũng bảo thím sinh ra đã mang sẵn trong mình dòng máu bi ai trước nỗi đau mất mát của thân nhân qua sáng hôm sau được giao lo việc cỗ bàn thím chuyển đổi rất nhanh thím tính toán ghi chép ra lệnh đâu ra đấy thím làm 145 mâm chia làm hai hạng. hàng đặc sản tiếp quan khách có bia ngoại, rượu ngoại. hàng bình dân tiếp người làng. Theo dự tính, mỗi mâm cỗ bình dân tổng chi 70.000, nhưng thím huyền bàn với cánh làm cỗ rút xuống 55.000. Thím bảo dân quê nghèo, tiền phúng viếng ít. Tính chi ly ra, chẳng được đồng lời nào. Nên có bớt đi chút ít thì cũng chẳng sao cánh làm cỗ thấy thím bớt tiền liền giảm bớt thịt chia nhau thành từ mâm cỗ khi đến miệng người ăn chẳng còn được là bao dân làng biết cả họ không dám kêu ca lúc ăn sau khi ra về họ bình phẩm đủ điều lúc học đi ra đường tình cờ nghe được câu chuyện của bà tuất và ông ngọ bà tuất bảo nhà giàu họ kết gớm cỗ nhỉ ông ngọ không khẳng đáp bữa cỗ hôm nay chỉ nhìn hơn bữa cỗ bình thường nhà tôi tí lòng lợn Học quay về nhà định bảo bố và chú Huyền chấn trình lại thói tham lam của thím Huyền. Xong mọi người bảo bố bị choáng nằm nghỉ ở tầng 3, còn chú Huyền đang tiếp một đoàn khách viếng từ thành phố mới đến. Học đi vào nhà bếp gặp thím Huyền, nghe học kể về những lời chê bai cổ. Thím Huyền nói với học, Mà chê, cưới trách cái mà. Học bỏ đi sang nhà bà tính vào buồng nằm nghỉ một lúc, nhưng cửa buồng bị cài chặt Bên trong có ngọn nến nhỏ cắm trên mặt quầy mà bà vẫn dùng chứa tóc ngày xưa. Học thấy lạ quá, trong buồng bà có điện, sao không bật lại phải thắp nến. Học ghé mắt nhìn vào, sững sờ thấy bố ngồi ở giường, bên cạnh là một người nằm đắp chăn đến cổ. Học ngồi xuống đứng lên, nghiêng bên phải ngó bên trái, cố nhìn cho được mặt người nằm trên giường nhưng không thể nào nhìn được bóng bố to như một người khổng lồ chùm hết lên mặt người đang nằm học tiếp tục căng mắt nhìn hy vọng bố đứng dậy thay đổi kiểu ngồi để có thể nhìn thấy khuôn mặt bí hiểm kia bố vẫn ngồi một tư thế tuy đôi vai thỉnh thoảng lại rung lên bố khóc học choáng váng như bị một cú đấm vào đầu chợt bên ngoài có tiếng hì mũi học bội nép sau cánh cửa chú huyền bước vào nhìn quanh quất không thấy khả nghi chú ghé mồ vào cửa buồng gọi nhỏ. Khách ở xa của anh mới về, anh ra tiếp để em thay cho. Bố bước ra, cửa buồng chưa kịp đóng, học chạy vụt lại, đẩy bố sang một bên, lao vào trong buồng. Ba, học thốt lên đầy kinh hãi, chú Huyền giết lên, cầm họng lại. Bố sợ hãi đi vào, chốt chặt cửa lại. Chú Huyền nhìn học đầy giận dữ. Bố kéo tay học, ngồi xuống giường bà, chậm rãi nói. Bà đấy, bà vẫn còn sống. Cũng may bà sống lại trước lúc khâm liệp, nếu không bà đã bị trôn sống. Học nắm chặt bàn tay xương sầu lạnh giá của bà, người học run lên bẩn bật. Chú Hiền sợ học nói sự thật cho mọi người biết nên kéo bố ra ngoài bàn cách đánh thuốc mê để học ngủ lệm đi rồi đưa về thành phố. Bố gạt đi. Chú Hiền giận dữ. Anh định lấy nòng nó hả? tôi nói cho anh biết chưa chắc nó đã phải là con anh đâu cầm mồm thằng khốn nạn bố chửi chú hiền cười gằn chưa biết ai khốn nạn hơn ai đâu tôi biết nếu mẹ chết thật anh thỏa lòng lắm vì đây là cơ hội cuối cùng cho anh kiếm trác trước khi về hưu bị đánh trúng tim đen bố nấc lên một tiếng hai tay ôm mặt khóc rưng rức chú huyền đi lại đống dịu tôi quá nóng mong anh bỏ qua cho xin anh đừng sợ tôi đã tính toán kỹ lưỡng tất cả mọi việc rồi sẽ không bao giờ bị bại lộ đâu thiên hạ có khối kẻ làm những việc tài đình mà có sao đâu cả tôi cả anh biết trụ lại được mấy hồi nữa kiếm một ít vốn để dưỡng già quan trọng lắm chứ thấy bố không nói gì chú hiền bò ra ngoài bố bảo với học chú hiền và chú thiêm vì tham lam nên đã xảy ra cái đám tang già này khi bà có dấu hiệu hồi tình cũng là lúc có nhiều đoàn khách đến thăm viếng chú hiền thấy toàn khách sang trọng nghĩ tiền phúng viếng hẳn là rất nhiều, lại nghĩ có thể bà chỉ tình lại một lúc rồi đi hẳn, nên khi một số khách vì công việc gấp không thể đợi đến lúc khâm điệp, xin được gửi tiền phúng viếng trước. Chú Hiền đã nhật. Cứ thế, chú Hiền trượt sâu vào tội lỗi, đến khi sự tỉnh thì sự việc đã đi quá xa, đẩy chú Hiền đi đến hành động làm đám tang giả. Trong quan tài thay vào bà là nửa quan tài cát, nhưng lời trăng chối của bà do chú huyền soạn thảo để giải tỏa mối nghi ngờ của mọi người không ai biết bà sống lại ngoài bố hai chú và giờ thêm học phải tuyệt đối giữ bí mật nói xong bố giao cho học trông coi bà học nắm tay bố hỏi tại sao khi về thấy sự thể như thế mà vẫn nghe theo chú huyền bố nhìn học đau đớn thốt lên một câu bố là kẻ hèn nhát Học biết bố chỉ dám nói lên một nửa sự thật. Bố đi ra, khóa cửa buồng, khóa luôn cả cửa ngoài. Trong căn buồng vắng lặng, chỉ còn có học và bà. Học luôn tay vào ngực bà, tim bà đập khá mạnh. Còn sống thật, học kêu lên, tiếng kêu thất thanh rất to. Nếu không có tiếng khóc, tiếng trống kèn ngoài kia, thì hẳn có người nghe thấy. Bà chết đi, và sống lại, điều này chẳng làm học ngạc nhiên mấy ngay còn ở làng học cũng đã từng chứng kiến cụ phi chết đi sống lại tới những ba lần hai năm sau cụ chết thật con cháu để một ngày mới phát tang theo quan niệm của người làng nhà nào có người chết sống lại gia đình đó có phúc đức lớn cụ phi sống lại con cháu đốt pháo làm cụ ăn mừng còn bà sống lại bố và các chú vẫn làm đám tang như thể bà chết thật học càng nghĩ càng căm giận bố và các chú học chỉ muốn đạp cửa chạy sang nhà chú huyền gào lên cho mọi người biết rằng bà vẫn còn sống không làm được điều này học hiểu rằng chỉ nội nhật đêm nay hay đêm mai bà sẽ được đưa về thành phố sống bí mật trong một ngôi nhà nào đó bà sẽ bị cầm tù không được tiếp xúc với người đã biết đến bà sống ở thành phố bà được ăn sung mặc sướng xong đó là cuộc sống chết đối với bà bà sinh ra ở làng quê cả cuộc đời bà gắn bó với làng quê tách bà ra khỏi làng là tách bà ra khỏi sự sống bà sẽ chết dần chết mòn vì nhớ quê học nhớ một lần bố đưa bà lên thành phố trong nhà quen lối sống ở quê bốn rưỡi sáng bà lọ mọ dậy nấu cơm bố bị đánh thức gắt ôm um lên sáng hôm sau không nấu cơm nữa nhưng bà vẫn dậy vào lúc bốn rưỡi ngồi một lúc buồn chân buồn tay bà mang ly chén đi đánh rửa bố lại gắt bà to hơn ba bảo ba ra cả lần thần rồi để bà về quê sống bố không nói gì bảo lái xe đưa bà về quê phải cứu lấy bà học đặt tay bà xuống đứng dậy đi ra cửa một tay học nắm chặt cánh cửa chỉ cần giật mạnh hai lần cửa, bà sẽ trở lại là bà của hôm qua. Nhưng điều này xảy ra, học biết nó đe dọa đến con đường công danh sự nghiệp của bố, nó để lại tai tiếng đời đời cho con cháu. Bàn tay học lòng dần, tuột khỏi cánh cửa, học quay vào, gục mặt vào ngực bà, khóc. Bà ơi, bà để lại phúc đức cho con cháu, nhưng con cháu lại trôn đi, bà ơi. Kiểu nằm giúp vào ngực bà là kiểu nằm thời thơ ấu học thường nằm để nghe bà kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện cổ tích bà kể, học nghe không bao giờ chán. Học bắt bà kể đi, kể lại nhiều lần. Đến độ học chưa biết chữ nhưng có thể kể lại banh bách không sai một chữ nào. Học bảo với bà sau này lớn lên, học sẽ làm ông thánh gióng. Bà cười hiền hậu, vút lên mái tóc dễ che của học khuyên nhủ Muốn trở thành ông gióng, phải ngoan ngoãn vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Phải học giỏi và phải có lòng dũng cảm, ngoan ngoãn và học giỏi. Học hiểu còn dũng cảm, học chẳng biết gì. Nghĩ mãi rồi học cũng tự giải thích được theo cảm tính của mình. Rằng phải biết cưỡi ngựa, phi như bay, giống ông gióng cưỡi ngựa sắt ra trận đánh giặc ân. Nhà chỉ có trâu, không có ngựa, chẳng sao cưỡi trâu cũng oai. Một trưa cả nhà đang ngủ, học lén ra chuồng trâu, dắt trâu ra đường làng, bè một cành tre, trèo lên lưng trâu, tập làm ông gióng. Học vung roi quất mạnh, con trâu bị đau lồng lên, hất tung học xuống đất. Một chân học bị mảnh xanh đâm vào, máu chảy đầm đìa, học sợ quá khóc toáng lên. Cả nhà chạy ra bế học về, bố giận dữ quát, nghịch lắm cho chết. Bà lấy thuốc lào dịt vào vết thương. Học xót quá càng khóc to hơn. Bà hỏi học tập làm ông giống phải không? Học gật đầu. Cả nhà cười ầm lên. Bà bảo muốn trở thành ông giống phải dũng cảm, không được khóc nhẹ. Học nín ngay, gục mặt vào ngực bà, lầm bầm. Phải dũng cảm. Bây giờ học đã lớn khôn, đủ để hiểu, người không dám nói lên sự thật, chẳng bao giờ có lòng dũng cảm. Học cay đắng nhận ra rằng mãi mãi học chỉ là một kẻ hèn nhát bà đột nhiên tỉnh dậy hai chân bà đạp tung chăn miệng làm nhàm gọi con gọi cháu học lay bà bà ơi cháu đây thằng cún của bà đây bà không trả lời tiếp tục đạp chân đập tay lần này bà đập mạnh hơn học hoàng quá quên lời bố dặn chạy ra cửa chưa kịp cất tiếng gọi bố thì có tiếng loa vọng vào Xin kính mời đoàn đại biểu thành phố vào viếng cụ. Học chợt nhớ với đám đông ngoài kia, bà đã chết. Quay vào giường học ôm chặt lấy bà, miệng luôn gọi. Bà ơi, cháu đây, thằng cún của bà đây. Một tiếng sau bà tỉnh hẳn. Câu đầu tiên bà hỏi học. Nhà có việc gì mà có tiếng trống, tiếng kèn, tiếng khóc? Học lướng cuốn nói. Không có việc gì đâu bà, bà vừa ốm dậy, bà bị u đấy. Bà trừng mắt, quát, đừng giấu tao, ai chết. Bà vùng dậy lào đào chạy ra cửa, chưa tới nơi liền ngã ra đất. Học cố gắng lắm mới dìu bà vào được giường. Tiếng mở khóa lạch cạch, bố bước vào, trông thấy bà, bố quỳ sụp xuống, thốt lên đầy sợ hãi. Bà đã tỉnh. Anh cả, nhà có người chết, sao lại nhốt tôi ở đây? Bố đáp nhanh thím huyền chết vì tai nạn ô tô. Bà òa khóc. Bà bố đưa bà ra thắp cho thím nén hương. Bố can. Bà vừa ốm dậy không nên ra ngoài kẻo trúng gió. Bà nặng nặc đòi ra. Bố có vẻ sừng sộ. Còn sống, nó coi mẹ ra gì đâu. Mà mẹ phải bận tâm đến nó. Bà khóc to hơn. Nói rằng trong ba người con dâu, thím huyền bạc bẽo với bà nhất. Nhưng bà thương thím nhất. Bố cười chua chát hỏi sao bà lại rủ lòng thương đối với kẻ ăn ở không ra gì với mình bà mắng bố có học mà suy nghĩ nông cạn thím huyền sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ chỉ dạy con cái cách kiếm tiền chứ không dạy cách làm người, khi lấy chồng chú huyền mài chạy theo danh vọng không biết bảo ban vợ con nên để thím quá mù ra mưa chú huyền lại vào gọi bố có khách bố kéo chú ra nhà ngoài bảo nguy rồi đêm nay phải đưa bà đi thôi chú Huyền nói với bố, người chết sống lại hoặc là nhận biết được ngay mọi việc như một người vừa ngủ dậy hoặc là dăm bảy ngày sau mới nhận biết. Bà giờ giờ ưng ương thế này có thể là dấu hiệu của cái chết thật. Hãy hoãn việc đưa tang đến sáng mai. Nếu chiều nay hay đến đêm bà đi thật thì vẫn kịp đưa vào quan tài. Bố dí sát mồm vào tai chú Huyền rít lên. Sắp đến giờ đưa ra nghĩa địa rồi. Cụ tổ mới sống lại cũng không hoãn được nữa bố hầm hầm đi ra lát sau đi vào mang theo một ly nước cam bố bà bà uống cho tỉnh rồi đưa bà ra thắp hương cho thím huyền bà uống một hơi hết ly nước cam rồi lại sụt sịt khóc thím huyền được một lúc bị thuốc ngủ pha trong nước cam kéo vào giấc ngủ bố nhìn đồng hồ nói với chú huyền đã đến giờ rồi cứ theo kế hoạch mà làm chú huyền đi ra bố dặn học phải trông bà hết sức cẩn thận học im lặng bố rút khăn lao nhanh nước mắt rồi đi ra khóa cửa. Bên ngoài, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng khóc đồng loạt rộ lên. Bà bắt đầu được đưa tiễn, học nằm xuống ôm chặt lấy bà. Trong đầu học, sống lại những câu chuyện cổ tích ngày xưa, bà kể. Hết tháng 5 năm 1997. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyền ngắn tiếp theo, Lão Phích lão phích tỉnh dậy lập tức cái đói ùa đến làm chân tay lão bùn rồn như bị rút hết gân cốt đã ba ngày nay lão không được một hạt cơm nào vào bụng sự sống của lão trong ba ngày được duy trì bởi sáu củ khoai lang và nồi cháo cám cho đến lúc tận cùng của sự đói rách lão cũng không thể lý giải nổi tại sao lão lại khốn nạn đến nông nỗi này lão phích có hai người con thì một cùng với mẹ đã lìa bỏ lão trong trận dịch tà năm 60. Người con gái út của lão lấy chồng ở làng bên, nhưng bị cái đói quanh năm rình rập nên phải ngày đêm xuôi ngược kiếm tiền nuôi một đàn con tám đứa. Thành thờ ba bốn tháng mới đào về thăm lão, xong cũng chỉ dấm dúi cho lão bơ gạo hay ít tiền rồi lại tất tả ra về. Trước đây, lão được hợp tác xã dạ giao cho xào rưỡi dụng khoán, nhưng vì không có vốn lại thêm cái đầu đần độn, nên năm nào lão cũng mất mùa riêng. Thành từ hợp tác xã rút hết ruộng và trợ cấp cho lão ta hai tạ thóc mỗi năm. Nhưng số thóc này cũng không bao giờ về đến nhà lão, lão bán ngay tại kho để lấy tiền đi uống rượu, đi đánh sóc đĩa. Hết tiền lão kiếm sống bằng hai nghề, làm thuê. Ai cần lấy bồn, đánh gốc tre, đánh phân hôi, sới vườn, nghĩa là bất cứ công việc gì thuộc về cơ bắp chỉ cần một cái hất hàm lão phích sáng mai đến sớm nhé là lão gật đầu ngay và nghề thứ hai là nghề ăn trực gia đình nào có đám cưới đám ma y như rằng khi người ta động dao động thớt cũng là lúc lão mò đến chẳng mượn ai sai khiến lão lăng xăng rửa son mài dao để rồi khi đến bữa lão cũng chếm trệ bên mâm cỗ với bọn trẻ con hay mấy bà con mọn thân quyến của gia chủ Bây giờ đang là tháng 3, tháng của nhàn rỗi và đói kém, nên hai nghề của lão đều thất nghiệp. Vì vậy mà giờ này lão đang bị cái đói hành hạ đến khổ sở. Bim, bim, bim. Tiếng còi ô tô từ ngoài đường cái dội vào. Lão phích bật dậy như cái lò xo. Lão rút cái then cửa đánh soạt rồi cắm đầu đi như ma đuổi ra đường. Từ xa, chiếc Toyota màu sữa đang gừ gừ tiến lại đợi chiếc xe gần thêm một đoạn nữa lão ngã xoài ra giữa đường lão tìm đến cái chết để chạy trốn cái đói chăng không chính cái đói đã bật dậy trong đầu lão cái ý định ăn vạ lão đinh ninh rằng cái đám người no đủ trong chiếc xe sang trọng kia thế nào cũng phải quẳng cho lão dăm ngàn để đổi đấy đường đi chiếc xe dừng cách lão mười mét bốn năm người lục tục đi xuống tiến lại chỗ lão anh lái xe cúi xuống lay gọi bác làm sao thế lão từ từ mở mắt chớp chớp mấy cái rồi thều thào đợi đợi một người quay lại xe lát sau mang đến cho lão một ổ bánh mì và khoanh giò lụa lão phích ngồi dậy ăn ngấu nghiến như sợ người ta sẽ cướp lại một thanh niên mặc quần bò áo bò mở túi du lịch lấy máy ảnh ra bấm liên tiếp từ trên xe một người đàn ông dâu quai nón đeo chiếc kính đen kịt nặng nhọc đi lại. Người đàn ông tháo kính nhìn như thôi miên vào lão phích. Chú ơi, đây rồi. Người đàn ông thốt lên, vẻ sung sướng, đoạn cầm tay lão phích kéo lên. Lão phích đứng ngẩn người. Hết nhìn ông bụng phệ, lại nhìn mọi người. Người đàn ông không giấu nổi xúc động, nói với lão phích. Bác cảm ơn cho chúng tôi thuê bác trong vòng 10 phút. Chúng tôi sẽ trả công bác xứng đáng. Thì ra là họ thuê mình, phúc đức cho mình quá. Lão phích khớp khởi trong lòng, rồi như để chứng minh cho đám ông chủ thấy rằng sức khỏe mình vẫn còn dẻo dai, vẫn có thể làm thuê được, lão hùng hồn nói. Việc gì mà phích này không làm được, vậy không cần làm gì, lấy bồn hay đảo chuồng lớn. Người ta ôm bụng cười, cười sặc sụa trước câu hỏi của lão phích. Niềm hy vọng sẽ được làm thuê, sẽ được đánh căng bụng của lão phích đang ngồn ngột, ngột bốc lên. Nay bị trần cười tước đoạt, lão chới với, hụt hẫng như người vừa rơi tõm xuống một chiếc hố khổng lồ. Không, không, không. Người bụng vệ vừa nín cười vừa nói, chúng tôi đang quay một bộ phim về đề tài nông thôn. Trong đó có nhân vật trí phèo thời nay. Tôi thấy bác mà nhà vai này thì hợp lắm. Ha <laughs> ha, lá phích cười, hàm răng vổ đầy bựa phô ra lấp kín cái miệng rộng ngoác. Làm trí phèo vậy có được uống rượu không? Uống chứ, uống đáy ra rượu như chí phèo của ông Nam Cao ấy chứ. Còn gì hơn là được ăn, được uống vào lúc này, Lão Phích gật đầu liên địa. Ông đạo diễn thò tay gãi gãi cái bụng phúng phính đầy mỡ của mình mấy cái rồi nói như ra lệnh. Đất có thổ công, sông có hà bá, quay xe về ủy ban làm việc với lãnh đạo xã. Lão Phích lên xe. Lão dùng mình, người nồi ra gà, không phải vì lạnh mà vì nóng. Tại sao thế nhỉ? Lão nhìn khắp lượt trong xe nhưng chẳng thấy một ngọn khói nào, cứ như là ma chơi. Lão lầm bầm, hay bọn này là phù thủy. Này anh! Cuối cùng không nhìn được tò mò nữa, lão hỏi ông đạo diễn. Hình như trên xe có đống giấm phải không? Đống giấm là cái gì? Là đốt chấu để vùi cơm hay sưởi ấm ấy. Lại một lần nữa lão phích làm cho đoàn làm phim khổ sở vì cười. Trần cười kết thúc cũng đúng lúc chiếc xe đỗ xịch trước ngôi nhà hai tầng kiên cố. Ông chủ tịch xã đang ngồi trồm hổm trên chiếc ghế làm việc. Một tay ông ký công văn, một tay ông cầm chiếc tăm tre, ngoái liên tục vào cái lỗ tai chết tiệt làm ông ngứa ngáy suốt đêm qua. Nghe có tiếng ô tô, ông vội vàng đi ra. Nhìn thấy lão Phích đang đứng với những vị khách sang trọng. Ông chủ tịch mừng ra mặt. Ông nghĩ rằng cái công văn mà ông gửi cho công an huyện Tỉnh, đề nghị đưa lão Phúc đi cải tạo về tội rượu chè cờ bạc làm mất trật tự trị an trong xã đã có hiệu lực. Ông Pham Pham đi lại, cười, chào, rồi hỏi, các đồng chí là công an tỉnh phải không? Mọi người ngơ ngác nhìn ông chủ tịch, có đến mấy phút sau, ông đạo diễn mới nhận ra vai mà ông đang đạo diễn. Ông bắt tay ông chủ tịch rồi hỏi, xin lỗi có phải đồng chí là chủ tịch xã không? Vâng, tôi là Nguyễn Thế Sang, đại biểu hội đồng nhân dân huyện thường vụ đảng ủy xã chủ tịch xã đẹp báo cáo đồng chí chủ tịch ông đạo diễn nói chúng tôi là đoàn làm phim trung ương trên đường qua đây chúng tôi có gặp bác phích và có nhà ý mời bác đóng vai lãi thủ một nhân vật trong phim không phải là công an sự thất vọng toát lên trên khuôn mặt của ông chủ tịch mắt ông đờ đẫn nhưng không lạnh lùng bởi hai tiếng trung ương đối với ông có nghĩa là cấp trên là mệnh lệnh ông nặng nề hỏi các anh cần gì về vật chất chúng tôi không cần gì cả, chỉ cần các đồng chí chấp thuận cho chúng tôi quay ngay tại nhà bác Phích. Vâng. Đáp xong, ông chủ tịch mời khách vào ủy ban. 3 giờ, đoàn lên xe về khách sạn Sao Mai ở thị xã. Việc đầu tiên mà lão Phích phải làm theo chỉ đạo của ông đạo diễn là đi tắm để bớt cái mùi khai và tanh nồng vì mồ hôi và ghét trên thân thể và quần áo của lão. Một sự cố xảy ra đã làm náo loạn cả khách sạn. Lão Phích sau khi dốc hết vích nước sôi vào chậu, lão và buồng tắm loay hoay mãi mới mở được vòi nước. Đợi một lúc thấy đã vừa tắm, lão muốn cho nước thôi chảy. Thay vì vặn ngược lại, lão cứ thế vặn, nước chảy ra xối xả đầy chiếc chậu nhựa, tràn ra buồng tắm. Lập tức hình ảnh lão bị dòng nước lũ năm 1976 cuốn trôi trên đồng làng lừng lững hiện về. Chết đuối mất, lão hốt hoảng chạy ra ngoài kêu lên là Mỹ, cứu, cứu tôi với. Buổi tối, lão Vích được chiêu đãi ngồi trước bàn tiệc la liệt thức ăn lão như là mơ lão không ngờ rằng cuộc đời mình lại được thưởng thức những món ăn mà chưa một lần lão trông thấy lúc đầu lão uống lão ăn òn ẻn như một nàng dâu mới về nhà chồng nhưng chỉ sau mấy phút lão đã trở về đúng nguyên bản lão gắp lão và lão húp sùm sụp chốc chốc lão lại đưa cánh tay áo lên quệt ngang mồm Ông đạo diễn và đoàn làm phim sau mấy lần một sở thị hành động ngu ngốc của Lão Phích thì không còn ngạc nhiên, không còn cười, chỉ thỉnh thoảng ném cho Lão cái nhìn khinh bỉ. đang ăn Lão Phích bỗng buông đũa, hai tay ôm bụng, mặt méo sạch như bị phong giật. Lão bị bội thực. Anh lái xe dìu Lão về phòng rồi bảo Lão Ông vào toilet kia móc họng cho nôn bớt ra đi. Lão lật đật đi vào, thò cái ngón tay cáu bẩn vào họng. Bao nhiêu bia, bao nhiêu thức ăn thốc vọt cả ra. Lão giơ tay quệt miệng rồi đi ra, đổ vật xuống chiếc giường nệm mút. Mọi khi đặt mình xuống giường xuống hè, hai tựa người vào cột. Vào tường là lão gáy như sấm, nhưng giờ đây, lão trằn trọc không sao ngủ được. Cái giường êm quá, cứ như có một bàn tay đàn bà nào đó giờ dẫm vào lưng não, phát cuồng lên được. Lão lên tường đến bàn tay, của con mụ mò ốc người tình vụng trộm của lão ở cuối nàng cộc cộc có tiếng gõ cửa lão lật người lại rồi hỏi với ra ai đấy cộc cộc đáp lại vẫn là tiếng gõ cửa khô khốc lão phích lồm cồm bò dậy đi ra mở cửa hé mở một à điếm lách mình bước vào môi nước hoa rẻ tiền sọc lên mũi làm lão phích phát nôn Lão định quay vào toilet nhưng không kịp. À điếm đã khoác vai lão lại giường. Cô, cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Lão Phích hoàng hốt kêu lên. À điếm nắm lấy bàn tay bè bè của lão Phích đặt lên cặp vú mềm nhũn của mình. Lão Phích run bắn lên, ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn à điếm một cách bàng hoàng. Em sẽ chiều anh đêm nay. Một trăm ngàn thôi mà cưng. Tiền gì? Anh cứ vờ vĩnh hoài vậy. Tiền ngủ với em chứ còn tiền gì nữa bấy giờ Lão Phích mới lờ mờ hiểu ra, cũng là nhờ bọn thanh niên trong làng thỉnh thoảng kéo đến nhà Lão hút thuốc lào vặt, rồi tào lao đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Người Lão bắt đầu nóng gian lên. Đã ba năm nay, từ khi người tình mỏ ốc của Lão giờ trứng cắt đứt quan hệ với Lão để giữ gìn phẩm giá, Lão chưa biết đến ra thịt đàn bà, Lão trồm lên, đè ập à điếm xuống, nhưng à đã giữ chặt tay Lão lại. Tiền trao, trao múc, à bảo đã phích nói trong hơi thở hồn hển mai mới có họ trả tôi nhiều nhiều lắm sao anh là diễn viên mà không có tiền <laughs> họ thuê tôi họ chưa trả tiền lập tức lá bị đẩy vật ra bên cạnh à đếm ngỏng dậy ném cho lão cái nhìn tức tối rồi tự nhiên phá lên cười khanh khách lão phích ơi lão phích lão phích bị đánh thức bởi tiếng gọi tiếng đập cửa thình thình lão bực tức nguyền rủa bố chết thầy sa mở mỹ lên vậy gì mà nóng này vậy ông thủ dậy đi thôi dậy mà sang nhà tôi ăn cơm rồi bổ cho tôi hít củi không làm đâu sao hôm nay còn nóng phim nữa hả đã bảo không làm là không làm đừng có quấy giày nữa lão phích gắt xong lại nằm vật xuống chiếc giường gãy chân kê bằng gạch vỡ hình ảnh của lão thổ tay cầm chai rượu tay cầm con dao phay đang hỏi tội kẻ tham nhũng do lão đóng lại chập chờn trước mắt lão tự hào lắm kêu hạnh lắm cả đời bị đói khổ bị đe nẹt quá nhiều nên khi được đóng vai lão thủ được hách dịch quát nạt kẻ khác lão tưởng đó là thật và nhập vai thành công bất ngờ chưa hết lão lại còn được bí thư chủ tịch xã bắt tay được mọi người gọi bằng ông bằng lão thủ ôi vinh hạnh quá sung sướng quá. Ánh hào quang được một lần làm người đã dẫn Lão Phích đi đến quyết định bỏ nghề làm thuê và nghề ăn trực để giữ lấy danh dự. Nhưng bỏ thì 400 ngàn tiền thưởng của ông đạo diễn làm sao có thể sống hết đời. Rồi cũng cần tiền để ra quán lão đành uống rượu với thịt chó, đến nhà tay phách để chơi sóc đĩa. Lão vắt tay lên trán suy nghĩ. Trưa, chiều, rồi mãi đến gần sáng, lão mới bật dậy lấy 400 ngàn nhét vào cái túi quần nâu xong, gói ghém quần áo vào chiếc túi cũ, lão mở cửa, đi ra. Đường vắng ngắt, lão mừng vì không có ai nhìn thấy mình. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, dân làng vẫn không thấy lão Phích trở về. Không còn ai nghi ngờ gì nữa. Lão Phích đã biệt tích khỏi làng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết hai truyện ngắn rất hay. Rất cảm ơn sự chú ý đã nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.